Đàn ơi, đàn ơi, mày hát được luôn á. Tình ơi, tình ơi, thấy chưa? Dạ. Hôm qua Lê Dương Bảo Lâm á, đứng đây nè, hát bài anh Lâm Đồng Nai. Bấm lọt luôn. Lọt luôn. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Chàng trai này nhà ở Đồng Nai, ba má nó sớm hôm tảo tần. Mà giờ đây Dương Lâm thật đẹp trai. Không biết với ca khúc Anh Dương Lâm Đồng Nai có được hay không? Em không chịu. Em không chết. Em không chịu. Em không phục. Em không rớt. Tử không? Bé ra bé. Và sau đây là phần thi đấu giữa hai đội Minh Dự và Trương Tướng Kiệt. Mà đại diện đội của Minh Dự chính là thủ lĩnh. Vỗ tay mọi người ơi. Ủa là em thi thiệt luôn á hả? Ừ. Hả, em hát thôi. Hát phải không? Em hát một bài hát mà em yêu thích nhất từ hồi bé đến bây giờ đó. Em hát bài này luôn. Dịnh đời đâm vỡ cây đàn. Đàn ơi, đàn ơi. Tình ơi, tình ơi. Đâm vỡ cây. Oh my god. Dừng ơi. Cái gì vậy? Ở dưới là cái gì vậy? Dự ơi, ổn không Dự? À, kính thưa quý vị, chào mừng quý vị đến với chương trình Đấu Trường Âm Nhạc. Ba thủ lĩnh, áo đỏ, áo xanh, áo vàng hợp lại cây này giao thông. MC phải tự tạo khác biệt, mặc màu trắng thưa quý vị ạ. À. Và... dễ thương. Và mời ba thủ lĩnh bước vào vị trí chơi của mình. Nhưng mà ở đây Dự á, là anh chưa bao giờ nghe Dự hát bao giờ. Dạ. Trời ơi. Nghe... hai bạn này hát thôi. Dự hát hay lắm anh ơi. Ôi lại sỉ nhục nữa. Hát thử câu nghe chơi dữ. Bây giờ em phải làm sao để cho các đấu sĩ cảm thấy tự tin khi mà em chọn người ta chứ. À, em hát một bài dân ca ha. Dân ca luôn. Nghe em hát câu dân ca sao mượt mà lòng anh thương quá. Tiếng ngọt ngào nào đông đưa nhớ xa xưa. Trời trưa bóng dừa hẹn hò nhau tình quê hai đứa. Mùi ma non hương tóc em biết bao kỷ niệm. Nhớ mùi tóc em sao nghẹt. Hết, quên lời. Nghẹn chữ luôn anh.